Em mong rất vui được gặp lại toàn thể tất cả anh em trong video hôm nay. Thì tiếp tục bên em lại lên cho tất cả bác một chiếc đài Ippon 1866 nha bác nha. Thì sản phẩm này thì bên em cũng vừa cập bến nha bác, nhưng mà chưa có thời gian để đăng lên cho tất cả bác. Thì hôm nay bên em tiếp tục đưa lên cho tất cả bác để các bác tham khảo. Bốt 1866 là một cái sản phẩm cực kỳ là hot rồi nha. Thương hiệu nó thì khối với bác. Và con này thì là hàng Mỹ nồi, chạy điện là 120V nha bác nhé. Vâng, đây. Đấy, hàng Mỹ nồi nha bác, chạy điện 120V này. 120V nha bác nhé. Công suất là 1800W tiêu thụ điện nha. Còn công suất ra lo là 700W trong kênh 4 ohm và 515W trong kênh 8 ohm nha. Trạm lo bắp chuối mở chim thông dụng và cũng như là còn rất là mới nha bác. Chế độ bridge mono là 1400W 8 ohm. Quạt gió và cũng như là đường tín hiệu đầu vào nó sẽ tích hợp gồm 6 ly và 3 lăng tích hợp trên một cổng nha bác nha. Đấy, hàng sản xuất tại Bắc Yên Diêu Na. Bông nha bác. Đấy. Rồi ok bác nha. Thì hàng mình em tiến về đây các bác nhìn này. Nó đẹp từ trong ra ngoài luôn nha bác. Đấy. Các bác nào muốn mua hàng chạy điện 230V thì bên em vẫn có nha. Đây, con này thì sử dụng một công tắc nguồn bông 1866 này, dễ nghe tín hiệu đặc trưng của bông và cũng như là hai volume tinh chỉnh chức áp. Vâng, và cái nội thất bên trong đây em sẽ quay cho bác xem. Nội thất bên trong các bác thấy không? Quá đẹp luôn nha bác nha. Đấy. Thì con này thì chạy là 28 xô nha. Xô Motorola các bác nhìn này. Quá đẹp luôn nha. Đấy. Quay cận cảnh chi tiết cho các bác nhé, để các bác thấy được là hàng bên em là hàng tuyển riêng nhân bán vào như hoạt động hoàn hảo cho cả bác nhé. Cực đẹp nha bác, 28 xô. À, tăng phô nó này còn quá mới luôn nha. Bố tụ lọc Philips và một lọc nguồn lọc này là của Thái Lan nha bác nhé. Đây, máy in Thái Lan nha. Nói chung là những sản phẩm này thì nó gọi là nó nhập linh kiện. Đây, như những linh kiện nhỏ thì nó sẽ nhập về lắp ráp vào, chứ không phải là có nhiều bác hỏi tại sao hàng Mỹ nhưng mà lại có máy in Thái Lan hay là máy in Indo với trong này. Thì nói chung là các bác, những cái sản phẩm mà nó hay nhập về nhất là như là lọc nguồn này hoặc là quạt gió nha. Đấy, hay là quạt gió thì nó sẽ nhập về lắp ráp. Thì nhiều khi cái sản phẩm mà nhập về thì nó sẽ có giá thành tốt hơn và những sản phẩm mà nó sẽ tự sản xuất nhà bác nha. Đấy, chủ yếu là những cái sản phẩm như này là nó bao là xịn sò và cũng như là hàng được kiểm chứng và kiểm nghiệm tại thị trường Mỹ nha bác nhé. À, cực kỳ là đẹp nha bác. À, con này chạy điện 120V nha. Giá thì bên em cũng sẽ bán nó sẽ tốt hơn. Giá là 16.500.000, bên em bao cứu toàn quốc cho cả bác. Dòng này bác ghép vào những dòng lo bông tất cả các đời nha bác nha. Tất cả các đời từ những đời 2-1 cho đến là 9-1 nha. Và những đôi bao khác hoặc là những đôi loa full bass 30-40 vô silver, những dòng loa Mỹ, loa Âu đánh chất âm cực kỳ là hay nha. Đấy. Chất tiếng của dòng Boss thì nó sáng và chi tiết. Dòng này thì các bác chơi thì các bác biết rồi. Đấy. Không cần quay quảng cáo nhiều nha bác nha, chủ yếu các bác quay cho các bác xem được cái nội thất bên trong hoặc như là hình thức của máy là nó còn đẹp còn mới như thế nào thôi. Đấy, chỉ còn chất âm nó thì không còn phải bàn. Rồi, hàng chuẩn chỉ và rất là đẹp nha bác. Giá là 16.500.000 bao cước và tặng kèm theo bộ da ba lăng. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em cũng không qua số điện thoại cho ta biến màn hình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.